rằm tháng Giêng xuân Canh Tý 2020 năm nay, hội chợ Tết tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của rất đông đảo Phật tử và thân hữu khắp nơi. Với mục đích gây quỹ góp một viên gạch xây chùa, năm nay nhóm bạn San Diego đã tổ chức một hội chợ Tết tại Thiền viện Đại Đăng với những gian hàng ẩm thực rất hấp dẫn. Khách viếng chùa, lễ Phật đầu năm đã được thưởng thức những món chay ngon độc đáo được nấu với thật nhiều tình thương ngon tuyệt vời. Bên cạnh đó còn có chương trình nhạc xuân đặc sắc chọn lọc. Tất cả tiền đóng góp, donation thu được đã giúp đóng góp vào việc gây quỹ cúng dường xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Trời mưa lâm râm mà người kéo về nườm nượp. Trời mưa lạnh nhưng lòng mọi người thật ấm áp khi thấy tất cả mọi hàng quán không quầy nào phục vụ kịp và mới 1 giờ trưa mà thức ăn hết sạch. Cảm ơn những tấm lòng đã tô điểm thêm cho hội chợ Tết Canh Tý ở Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng rực sắc màu.